Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe máy, Singum Double Min thơm mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Không, trời ơi, không sợ. Thôi em xin đầu hàng. Ráng thì bỏ ơi. Lớn hơn thì cho em sẽ mấy lần hướng bên kia. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Chào, chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Hôm nay Lữ khách 24 giờ cùng tới đảo Ngọc Phú Quốc một lần nữa, chào đón hai lữ khách quen thuộc. Một vận động viên thể thao nổi tiếng và một ca sĩ trẻ với khuôn mặt khả ái. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị lữ khách đầu tiên. Lữ khách đầu tiên của chúng ta đã đi xuống sân bay Phú Quốc. À, lữ khách thứ hai của chương trình cũng đã xuống sân bay. Mỹ Kim cầm theo một cành mai thật đẹp như mang món quà mùa xuân đến cho hòn đảo ngọc này. Hello, hello. Đây là lần đầu tiên mà Mỹ Kim được đến Phú Quốc. Khi mà bước xuống sân bay thì có cảm giác là không khí rất là thích. Tại vì nhiệt độ ở đây không nóng mà cũng không lạnh, thời tiết rất là mát mẻ. Bờ môi nũng nịu và gương mặt bầu bĩnh của cao Mỹ Kim thường đem lại một cảm xúc trong trèo cho người đối diện ngay lần tiếp xúc đầu tiên. Dạn dĩ và có năng khiếu ca hát diễn xuất ngay từ khi còn là cô bé mới 2 tuổi. Được mời đóng khá nhiều phim truyền hình, nhưng cô diễn viên 20 tuổi vẫn thích đứng trên sân khấu với vai trò của một ca sĩ và đang ấp ủ một hình ảnh mới trong năm nay. Tham gia chương trình này Kim rất là vui vì Kim muốn đến những vùng đất, vùng miền của Tổ quốc. Kim cũng muốn trải nghiệm và học hỏi một số điều mà Kim chưa biết. Và thật sự là hôm nay Kim rất là vui. Các bạn hãy đón xem chương trình. Mắt thì lần này là lần thứ 2 đến với Phú Quốc. Lần trước cách đây cũng khoảng 3 năm, năm 2008 và cũng có nhiều kỷ niệm ở cái đất Phú Quốc này. Là một vận động viên thể dục thể hình Việt Nam, anh hiện đang là vận động viên thể hình số 1 Việt Nam và là đương kim vô địch thế giới ở hạng cân 55kg. Anh đã đoạt rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế và cũng là vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua. Chào mừng anh đến với chương trình. Chương trình này có tính nhân văn rất cao, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa người dân và người tham gia chương trình. Mắt hy vọng rằng chương trình này, từ chương trình này, Max sẽ học hỏi được nhiều điều về cách sống, về cách sinh hoạt của người dân. Khi mà bước xuống sân bay thì Kim mới biết là hôm nay Kim sẽ chơi cùng với Max, nên là Kim cảm giác rất là thích và Kim đang chờ đón những điều bất ngờ hoặc là những cái mới và hai anh em đi tiếp xúc với nhau. Đây là một chương trình xuân, thì Max muốn tạo cho không khí rất là vui tươi và đem lại niềm vui cho hầu như là người dân của Phú Quốc. Bây giờ cũng là bước sang đầu năm mới rồi và hôm nay thì Kim sẽ trải nghiệm một hành trình cùng chương trình Lữ khách 24 giờ. Và Kim hy vọng rằng trong hành trình ngày hôm nay của Kim và cũng như là ánh mắt thì sẽ để lại nhiều kỷ niệm trong Kim, ánh mắt và trong cả những người dân ở Phú Quốc nữa. Mỹ Kim thì cảm thấy rất thoải mái với không khí mát mẻ, hào hứng với những thử thách phía trước. Còn Văn Mách thì muốn mang đến cho chương trình những phút giây vui vẻ và không khí nhộn nhịp của mùa xuân. Hai vị lữ khách hôm nay đến từ hai lĩnh vực khác nhau, với tính cách khác nhau, chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta những giây phút vui vẻ như mong muốn của Văn Mách. Anh chọn trước, em đi trước. Bây giờ em anh xùm bao em đi. Không, chơi mà không có nhường. Thế không nhường con gái à? Thôi xùm bao đi. Mấy cái? Ba cái nha. Hai, ba. Một, hai. Uê, cái cuối cùng. Hai, ba. Thôi để chơi, để nhường cho em đó. Dù miệng đã nói không nhường, nhưng Phạm Văn Mách vẫn chứng tỏ sự ga lăng của phái mạnh khi nhường cho Kim chọn thử thách. Rồi, chọn đây. Nhiệm vụ thứ nhất là đến thăm vùng cảnh sát biển 4 tại địa chỉ thị trấn An Thới để gặp thiếu úy Phan Minh Châu, trợ lý điều lệnh phòng tham mưu, để gặp gỡ và tìm hiểu về nhiệm vụ, cuộc sống hàng ngày, đồng thời các hoạt động dành cho các chiến sĩ ở đây vào những ngày Tết Nguyên Đán. Sau đó có 2 phút để giới thiệu lại cuộc sống, nhiệm vụ chủ chốt của các chiến sĩ vùng cảnh sát biển 4 cho khán giả của Lữ khách 24 giờ. Bạn hãy đến gặp cô Năm Kháng tại xóm dưới xã Ông Lan, đường ra Miếu Bà để thuyết phục. Cô Năm này chỉ cách gói bánh tét bằng lá mật cật, được xem là đặc sản chỉ có Phú Quốc thôi. Chúc anh thành công. Chúc em thành công. Bảo trọng, bảo trọng. À, của anh nè, của em nè, của anh. Anh mặc đồ màu vàng, anh đi xe màu vàng.
Ngay khi vừa đọc xong thử thách của mình, cả hai lữ khách đã lập tức lên xe, đến địa điểm ghi trong thử thách để thực hiện nhiệm vụ của mình. Dạ, vùng cảnh sát biển 4. Dạ, con nghe nói là ở gần chợ. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rất nhanh chóng, Kim đã tìm được vùng cảnh sát biển 4. Cô nàng đang rất háo hức với nhiệm vụ của mình. Anh ơi, cho em hỏi này cái. Mạch thì vẫn đang rong ruổi trên đường, đi tìm nhà cô Nam Khang để học gói bánh tét. Xâm dưới bãi ông làng anh. Giờ đi em đi qua chợ nha. Rồi, qua chợ. Qua chợ, cái chạy thẳng theo đường chợ lên rồi. Đường Trần Phú á. Đường Trần Phú. Chạy thẳng lên trên đó, cái đầu nó có cái đường quẹo qua đường Cách Mạng tháng 8 á. Dạ. Chạy lên rồi đầu... Đó có một khoảng đất đỏ, đường khoảng 2 cây số đất đỏ rồi. Yeah. Tới đó dưới xe đụng cái mí đường nhựa giống gì nè. Dạ. Chạy trái chạy lên đó cầm 7 cây. Rồi ok. Lời chỉ dẫn thật khó hiểu, để xem anh chàng xử lý ra sao. Cô biết nhà cô Năm Khang không ạ? Nhà tường hai nhà tường quẹo nhau. Hai nhà tường, tường quẹo vô phía bên đây nè. Phía nhà. Dạ cảm ơn cô. Xin dùm đứa bơm min, gửi cô làm quà. Ngay khi vừa đến nơi, Mỹ Kim lại nhanh chóng tìm hiểu về cuộc sống của các chiến sĩ nơi đây. Dạ, cho em gửi đến anh một nhành mai của mùa xuân. Anh Châu ơi, thì anh có thể cho em biết về nhiệm vụ này, cuộc sống hàng ngày và các anh hoạt động những gì vào dịp Tết Nguyên Đán này? Dạ. Nhiệm vụ ngoài trực hoạt động còn một số nhiệm vụ tương gia. Trên nhau, cổng, mình dạ. Anh cho em hỏi là thường thì hoạt động của các anh ở đây dành cho Tết Nguyên Đán là sẽ gồm những hoạt động gì? Sự chỉ đạo trực tiếp của phòng tham mưu đây là cơ quan chuyên môn về cơ quan chính trị thì chỉ đạo cho tiểu đội biển sẽ tổ chức chuẩn bị để một là chuẩn bị trang bị phòng đón xuân, dạ. Chuẩn bị các vật liệu để gói bánh chưng và tổ chức nấu bánh chưng. Dạ. Đơn vị sẽ tổ chức tập trung để đón tập Tết Nguyên Đán giao thừa trong tại đội hội trường của đơn vị. Để chúng ta được gần gũi nhau hơn thì em có mấy thanh kẹo của Dopamine, nhãn hàng Dopamine và em xin gửi cho các anh. Dạ, anh ơi, anh sau khi tìm hiểu các hoạt động chuẩn bị đón Tết của các chiến sĩ vùng cảnh sát biển 4, Mỹ Kim tiếp tục tìm hiểu về trang phục của các anh. Đối với lực lượng cảnh sát biển thì có cái đặc biệt so với các quân binh chủng khác, đó là quân phục màu trắng và cái quân hàm màu xanh. Cái này thì theo tôi được biết thì người ta sử dụng cái màu sắc này cho phù hợp với cái đặc thù hoạt động của chúng ta là trên biển. Dạ. Và thứ hai là so với hải quân thì cảnh sát biển của người khác có một cái phù hiệu cảnh sát ở tay áo. Trước đây thì là quân phục của cảnh sát biển là màu xanh nước biển. Xanh nước biển. Nhưng mà từ sau năm 2008 cùng với sự thay đổi chung của toàn quân thì là đổi sang màu trắng và quân hàm màu xanh nước biển cùng với phù hiệu cảnh sát ở áo trắng. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cô có thường làm này làm bán hay là mình làm để phục vụ Tết hoặc là Tết để... không ạ, nhà làm Tết không ạ, không có làm bán. Rồi vậy về Tết là mình làm một khoảng mấy ngày mới xong rồi để mình chủ xài Tết luôn. Tết thì là có ngày mà tối mình làm miếng sẵn hết trơn, mình làm sáng hết chiều xong rồi tối mình luộc. Dạ. Mình ở quê mình là có nhiều người làm bánh gì không, hay là từ với sớm này mỗi mình cô làm. Không, Tết ở đây ai cũng làm chứ. Dạ. Ai gì ai cũng biết làm á. Tết ai cũng làm. Dạ. Rồi cái bánh này á thường người ta mấy vùng khác như ở Sài Gòn hoặc là mấy chỗ khác thì người ta gói lá bằng lá chuối á. Lá chuối rồi đó, thì cái lá chuối. Mà lý do sao mà nó khác, mình gói lá mình lãng hay gói lá kiểu mắc cặp này cô? Gói cái lá chuối nó màu hương lắm.
Trước khi thực hiện nhiệm vụ học các ký hiệu bằng cờ tay, Kim đã giới thiệu rất chi tiết về trang phục, sinh hoạt của các chiến sĩ vùng biển 4. Điều này cho thấy Kim có một trí nhớ khá tốt. Với hai màu chủ đạo là trắng và xanh dương cũng tượng trưng cho biển của Việt Nam. Nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam của chúng ta là tuần tra, bảo vệ, thực thi các pháp luật ở trên biển. Và ngoài ra còn bảo vệ người dân trên biển của chúng ta và ngăn chặn các hành vi như là buôn lậu này, buôn bán ma túy. Ngoài những ngăn chặn các hành động đó thì các lực lượng cảnh sát vùng biển của chúng ta phải bảo vệ môi trường vùng biển như là các sự cố tràn dầu hoặc là rác trên biển và bảo vệ người dân đang sống ở trên biển nữa. Trong những dịp Tết cổ truyền thì các chiến sĩ của chúng ta cũng có những hoạt động rất là truyền thống và rất là dân gian nữa các bạn ạ. Ví dụ như là gói bánh chưng, bánh tét này, rồi thi làm báo tường và các hoạt động thể thao như là đá banh, bóng chuyền chẳng hạn. Và ngoài ra thì các chiến sĩ của chúng ta cũng tập dần những tiết mục văn nghệ để thi đua với nhau nữa. Và nhân dịp Tết đã đến rồi thì Kim xin chúc các anh có một mùa xuân thật là vui vẻ và ấm cúng. Và sau đó khi mà các anh trở lại với nhiệm vụ của mình thì sẽ càng đầy nhiệt huyết và năng lượng hơn nữa. Xin chúc cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam của chúng ta ngày càng lớn mạnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao nhé. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cái hình của cái bánh này nó vừa học gói, Bách vừa giới thiệu về điểm giống và khác nhau của bánh tét Phú Quốc và miền Nam. Việc gói bánh tét bằng lá mật cật thật khó đối với những ai lần đầu học gói. Bánh tét này gói bằng cái lá mật cật, gói bằng cái lá này thì nó khó gói hơn cái lá ở chuối mình rất là nhiều. Và cái này là tới 5 miếng một bên, rồi xem chính giữa thêm 5 miếng nữa, rất là tốn thời gian và kỹ thuật. Đặc biệt là cái lá này nó hay cái là mình để lâu được, cho nên cái bánh này chỉ có ở Phú Quốc thôi, các vùng khác hầu như là không mắt không thấy, chưa bao giờ thấy. Cái này kỳ này về chắc phải mua vài đòn về ăn Tết rồi. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Trông Kim trong bộ quân phục cảnh sát biển rất đẹp và có vẻ chững chạc hơn. Kim bắt đầu khóa học cấp tốc của mình về ký hiệu cờ tay trên biển. Mục đích của buổi hôm nay là giới thiệu cho các đồng chí biết được động tác cũng như thực hiện trong quá trình liên lạc hoạt động chiến đấu của đơn vị. Trông vẻ nghiêm túc và khuôn mặt chăm chú nhìn từng động tác của thầy giáo, Kim giống như một nữ chiến sĩ cảnh sát biển thực thụ. Trọng lượng thân người dồn đều vào hai chân, mắt nhìn thẳng và theo dõi tình hình của người thụ để biết có kịp thời xử lý tình huống. Bạn sẽ phải gói hoàn thành 5 đòn bánh tét với thời gian là 50 phút. Liệu với 50 phút, Mách có gói xong 5 đòn bánh tét bằng lá mật cật đặc trưng của Phú Quốc không? Anh chàng sẽ phải thật nhanh tay và khéo léo để hoàn tất những đòn bánh tét theo yêu cầu. Đẹp như ta? Vừa gói bánh, vừa tự khen mình. Quả thật trông Mách lúc này rất lạc quan, tin tưởng vào tài nghệ gói bánh của mình. Những chiếc bánh Mách làm ra trông cũng khá đẹp. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi. Nội dung chính thức về thử thách của em của đồng chí là đánh phát tín hiệu trừ cảnh sát biển, trừ C, trừ A, trừ N, trừ H, trừ R. Phải tới thế nghỉ. Chữ S. Chữ A. Chữ T. Chữ S. Phải tới thế nghỉ. Chữ B. Chữ Y. Chữ E. Chữ E. Chữ N. Việc nhớ những ký hiệu bằng cờ tay này là một thử thách khá khó đối với Kim. Liệu khả năng nhớ tốt có giúp Kim vượt qua thử thách này không đây? Cô nàng trông khá bối rối và lo lắng với những chữ cái bằng ký hiệu cờ tay. Thời gian. Bây giờ là bài kiểm tra. Trừ cảnh sát biển trong vòng 45 giây ăn hệ số điểm 10. Nếu lôi 1 trừ 0,5 điểm. Bắn chưa?
Dạ vâng ạ. Rồi, tổ giáo viên bắt đầu. Bắt đầu nhá. C A N H R S A T S O T I E E N R. Kim thực hiện bài kiểm tra trong sự hồi hộp của các chiến sĩ cảnh sát và các giáo viên. Tuy nhiên, với trí nhớ tốt, Kim đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra. Xin chúc mừng Kim đã giành được cờ ở thử thách thứ nhất. Bánh tét đã được gói xong và xếp ngay ngắn một chỗ. Hồi nào vậy anh bắt chưa có gói mà nhưng hôm nay gói bánh đầu gì thì cũng rất là đẹp, là khéo lắm. Với một người lần đầu gói bánh tét như Mách thì kết quả đạt được của anh rất xuất sắc và anh xứng đáng nhận được lá cờ thử thách đầu tiên của chương trình. Xin chúc mừng anh. Và em xin gửi đến các anh một để cảm ơn sự chỉ dẫn nhiệt tình của các anh chiến sĩ cảnh sát vùng biển 4. Kim đã trổ tài ca hát của mình với một bài hát về mùa xuân tặng các anh. Một mùa xuân lại đến, mang bao niềm vui tới, mang ngày vui đến khắp muôn nơi. Một mùa xuân không ai lẻ loi, một mùa xuân với bao nụ cười, xuân mang bao tiếng ca đến khắp mọi nơi. Bây giờ bạn hãy tìm hiểu và học cách gấp chăn màn đúng theo quy định. Đây được xem là công việc hàng ngày của các anh. Sau đó bạn hãy tìm gặp thiếu úy Đinh Văn Lịch, trợ lý huấn luyện phòng tham mưu, để tập luyện bài tập vượt vật cản mà các chiến sĩ cần luyện tập hàng ngày. Sau khi học xong, bạn có 1 phút 30 giây để bắt đầu từ vạch xuất phát, vượt qua vật cản và quay trở lại vạch xuất phát ban đầu. Bạn được phép thực hiện lại 3 lần nếu vượt quá thời gian quy định. Vừa học gấp chăn màn, Kim còn biết thêm ý nghĩa của việc gấp chăn màn gọn gàng và vuông vức trong quân đội. Đây có lẽ là những khám phá thú vị đối với Kim. Em có biết là tại sao những người lính trong quân đội thì chúng ta phải gấp chăn màn rồi sạch xịt đồ vệ sinh, ba lô rồi giày dép, mọi thứ đều phải gọn gàng sạch sẽ. Em nghĩ là để rèn luyện tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Qua những cái việc làm rất là đơn giản mà. Hôm nay thì sẽ rèn luyện họ với tính cụ thể, tỉ mỉ và gọn gàng trong sinh hoạt hàng ngày. Và cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Và đối với cái lớn hơn đối với quân đội thì đây là nó thể hiện cái sự thống nhất, chính quy và gọn gàng của quân đội, giống như chúng ta đang thực hiện là xây dựng quân đội ngày càng cách mạng chính quy tinh nhuệ. Bây giờ Kim xin bắt đầu thử thách của mình là gấp màn và chăn. Có lẽ qua chuyến đi lần này, Kim sẽ trưởng thành hơn, cũng như hiểu hơn về cuộc sống của các anh chiến sĩ bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc. Sẵn có dịp con món quà gửi cho cô để cảm ơn cô đã giúp con hoàn thành cái thử thách ban đầu. Nói chung là vượt qua hoàn thành rất là tốt. Con cảm ơn con nhiều, xin gửi cho cô. Dạ. Nhân dịp Tết đến xuân về, con xin chúc cô được nhiều sức khỏe, nhân sự như ý và an khang thịnh vượng. Hôm nay anh đến đây để gói bánh tét. Dạ. Cô thấy rất là thật là đẹp. Hôm nay cô sẽ tặng cho cháu một cặp bánh tét này để về nhà để làm quà. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Bạn sẽ được chương trình cung cấp 10 bài hát có nội dung về Tết. Thử thách dành cho bạn là bạn hãy tới khu bãi Ông Lan, tìm gặp những người dân hoặc những khách du lịch và hỏi tựa đề tên bài hát mà bạn sẽ hát cho họ nghe.
trong vòng 30 phút. Mỗi bài hát phải có hai khách du lịch đón chúng bạn, được bạn mới vượt qua thử thách này. Bắt đầu. Sau khi học gói bánh, bây giờ Mike sẽ phải trổ tài ca hát của mình. Đây có vẻ là một nhiệm vụ dễ đối với Mike, vì ngoài thể thao ra, anh hát cũng rất hay. Em hát một bài, chị đoán thử cái tên bài hát là gì được không ạ? Đoán một câu hai câu thôi. Xuân đã về kia bóng ánh xuân về trang láng mênh mông. Bài gì chị? Bài gì? Trời ơi, xuân đã về rồi. Yeah. Đây em có món quà tặng chị. Vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi. Biết không anh? Xin vui tươi à? Rất nhanh chóng, và Văn Mách đã tìm ra được hai người trả lời đúng hai bài hát theo yêu cầu của chương trình. Cảm ơn luôn. Bây giờ Kim bắt đầu bước vào một bài học khác, đòi hỏi sự khéo léo và dẻo dai của cô. Bài học lần này sẽ lấy khá nhiều sức lực và mồ hôi của Kim. Vào đường cách vạch xuất phát. Vạch xuất phát là ngang về cái cọc này. Dạ. Đường cách vạch 2 mét làm quan trọng chuẩn bị. Khi nghe khẩu lệnh là vào vị trí, thì nhanh chóng là vào vị trí, đứng vào vị trí, đến vạch xuất phát và làm động tác 5 chuẩn bị. Thả tay. Lúc này nếu đúng của nó là có súng thì người ta tên đuôi. Dạ. Đuôi. Khi nghe khẩu lệnh sẵn sàng. Anh nhanh chóng nhúng như vậy. Đồng thời vượt chân này lên. Chân phải lên. Và chạy lần lượt vượt qua vật cản. Vượt qua từng vật hệ thống vật cản. Gọi là ngao vững chân. Vật cản xong rồi đây là cầu được một. Vượt qua dầm lên đây và nhảy. Chạy qua cầu. Từng vật mút. Và từng chỉ có một vật mút. Chỉ đến cách 1 mét. Mét. Nhanh chóng. Ngay tập 10. Và tất cả hãy chấm mau. Bên mặt tương. Thế lên. Lại bật lượt bật lượt bật. Bật để đêm chân. Phải đồng thời đấy nâng người chân phải đã qua cái vật cản này gọi là đừng cọc hàng cọc dắt khi đến đây cách một bước thì mình hơi bước sang trái một bước cái tay này bắt như này đừng phi bước ra cho mình sang này tiếp đến đây phải nhảy qua cái hao của mình chiều dài của nó 2 mét vật cản này đứng hàng hai cọc này vai cọc đầu kia thấy cọc kia nhá cọc nhanh chóng tay tại bắt cái cọc nhắm như thế cọc đơn đơn đây người em kích lúc này mình chạy càng nhanh càng tốt người đây à. Thôi đấy tốt rồi và em qua ra được rồi qua luôn đấy qua luôn liên tục thể hiện năng khiếu ca hát của mình. Mike hát nhiều đến nỗi phần thanh quản phải kêu cứu rồi. Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Xuân yêu thương. Dạ, chính xác. Xuân xuân ơi, xuân đã về, có nỗi vui nào đời nè đê. Tinh 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 tinh. Xuân đã về. Không phải. Xuân đã về, kia bóng ánh xuân về trang láng mênh mông. Bởi vì em? Rồi, cảm ơn em. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la. Cây xinh tươi, hoa lá trổ hoa, trồng xuân. Bài gì em? Mùa xuân trên thành phố hả? Sau này dữ vậy? Đây đó. Rồi cảm ơn bạn nhiều. Ôi vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi. Biết không? Chẳng đúng rồi. Chính xác. Tết 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 đến rồi. 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 Bài này bài gì anh? Bài chất của em. Chính xác. Mùa xuân ơi ta nghe mùa xuân hát bên kia trời. Đôi núi xanh rời. Rồi cảm ơn cậu. Nắng có còn sưng. Hết cái này căng quá. Thôi rồi đón dùm đi, đón dùm đi. Chảy thời gian rồi. Rồi giờ sao đây? Kim đã vượt qua thử thách thứ nhất rồi. Và bây giờ đang chuẩn bị bước vào thách thứ hai. Mà bây giờ không biết là thách thứ hai có khó và có khó và cần sức lực nhiều lắm không? Chẳng biết nữa. Nhưng bây giờ tốt nhất là ăn một viên kẹo dopamine để lấy lại tinh thần ra đó. Mặc dù rất mệt, nhưng Kim vẫn không quên nở những nụ cười thật tươi để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của các chiến sĩ. Thank you.
ơi. Vừa đi vừa uống nước đi. Với tất cả nỗ lực và sức lực của mình, Kim đã chinh phục được chướng ngại vật trong vòng 1 phút 15 giây. Xin chúc mừng Kim đã giành được cờ ở thử thách thứ hai. Anh làm xong nhiệm vụ chưa? Chưa xong nữa, còn mấy bài hát nữa à. Vậy hả, em vừa làm xong rồi mệt quá trời luôn mà anh gói bánh tét hả? À, anh vừa gói bánh tét xong nãy nè, gói được 5 đòn. Nói chung là đủ chi tiêu. Trời ơi, em bên đây chạy vượt vật cản rồi gấp trang gấp mền làm cờ hiệu gì tùm lum đến mệt muốn chết luôn. Ước chị em được làm gói bánh tét của anh. Mà mình đã xanh lét. Anh đang làm nhiệm vụ. Dạ rồi, anh làm nhiệm vụ. Rồi, ok, có gì gặp sau, bye bye. Trong khi đó, Mike vẫn đang cố gắng chạy tìm người đoán ra tên các bài hát thử thách của mình. Anh đoán thử bài hát nha. Rồi có vô có thử. Mệt quá. Không anh ca. Sao chạy chi vậy? Tại không có người, không có thời gian. Anh ca thử một câu anh đoán thử bài hát nha. Tôi muốn đi chờ đợi tươi xanh, vui sướng đi chờ đợi thêm tươi. Xuân và tuổi trẻ. Thôi thank you em. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân sẽ đến bên người này vui vui xuân. Bây giờ chị. Nhịp nhàng đàn em chim én bay, ô kìa mùa xuân bao sấm say. Rồi cảm ơn chị. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ô kìa mùa nê đê sấm say. Bây gì? Sai rồi. Còn sai có chữ một á. Dịu dàng gì? Cái gì xuân? Sai có chữ một thôi. Dịu dàng ngắn xuân. Chưa đúng. Có tài có. Chính xác. Rồi. Hoàn thành bài này. Mắt tổng kết là cái số mà người đón được hiện giờ là bài Nắng có còn xuân, bài Ngày xuân vui cưới, bài Xuân đã về, Ngày Tết quê em, bài Dịu dàng sắc xuân và bài Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là những bài đã trả lời được hai người. Và những bài còn lại là Xuân và tuổi trẻ, bài Xuân yêu thương, bài Mùa xuân ơi. Thì hầu như là chỉ trả lời được một người. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết sức mình, anh đành phải ngậm ngùi chia tay với lá cờ ở thử thách thứ hai. Bạn hãy xin tá túc qua đêm tại một ngôi nhà bất kỳ, nằm tại khu dân cư, trên đường Bào, xã Dương Tơ, Phú Quốc. Lưu ý, bạn không được lấy lý do đang tham gia lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Bạn hãy xin tá túc qua đêm một ngôi nhà bất kỳ, nằm tại ấp Ông Lan, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. Lưu ý, bạn không được lấy lý do đang tham gia lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Này khó khăn đây. Dù đã trải qua hai thử thách khá vất vả, nhưng với tinh thần sảng khoái, chắc chắn hai lữ khách của chúng ta sẽ tiếp tục đem đến cho khán giả nhiều cảm hứng và tình cảm dành cho họ. Để đón xem cả hai xin ở trọ như thế nào. Xin mời khán giả cùng quay trở lại với lữ khách 24 giờ